Hello, chào. Rồi, sáng rồi. Một ngày mới bắt đầu. Dọn dẹp chỗ ngủ. Tắt máy lạnh. Bữa nay thứ sáu 27 tháng 9 năm 2024, âm lịch là 18 tháng 8 năm Giáp Thìn. Ra sau nhà rửa mặt, làm mình rửa chừng. Tôi đã ra nhà
chải tóc. Dùng lược kích thích da đầu để đưa khí huyết từ nội thân lên, nuôi dưỡng bộ óc. Rửa chân, chụp vài tấm hình để chơi môn y thuật diện dẫn. Về phòng, tôi đã về phòng tiếp tục bài tập exercise ý thần hợp nhất. Lao chân, thank you.
xoa bóp bàn chân. Dùng ngón cái ấn huyệt dẫn tiền. 1, 2, 3, 4, 5. Hồi. Đổi chân. Xoa bóp các đầu ngón chân. Đầu ngón chân là nơi có các đầu dây thần kinh xa não bộ nhất. Trên đầu ngón chân có các huyệt đạo liên thông đến mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi. Quan sát móng chân, móng tay để biết phần cứng hệ xương cốt trong nội thân. Móng tay hồng hào không khô nứt, hệ xương cốt bình thường. Xoa bóp lòng bàn chân, dỗ bóp. Lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất giúp cho chúng ta có thể đứng vững vàng. Trên lòng bàn chân có các huyệt đạo liên thông đến lục phủ ngũ tạng. Gót chân, dỗ, bấm, bóp. Gót chân là nơi chịu sức nặng của toàn thân. Vận động của gót chân hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa, ăn uống, hệ thống bài tiết tiểu tiêu và hệ thống tình dục ân ái. Dỗ mu bàn chân, nơi có hệ thống thần kinh kết nối bàn chân với đại não. Lắc cổ chân, dùng ngón cái ấn huyệt dũng tiền. 1, 2, 3, 4, 5. Hồi. Săn sóc hai đầu gối. Chà dầu nóng,
và hai tay sinh nhiệt, hút vào một hộp miệng, vào mũi hít vào, xong mũi phòng tránh cảm mạo, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thông qua đường hô hấp. Vận động hai chân, vận động ngang, vận động dọc. Vận động các cơ bụng, thả lỏng, dùng động tác nhúng tăng sức mạnh cho hai chân. Một,
thôi. Vào thế đứng một chân để ổn định lục phủ ngũ tạng. Đổi chừng nhấc hai chân lên khỏi mặt đất, một hai ba bốn năm dùng động tác hít đất để tăng sức mạnh cho hai tay. Đó là bài tập exercise ý thần hợp nhất mỗi buổi sáng.
Bây giờ thì tôi chọn một chữ cho ngày hôm nay. Mỗi ngày tụ ý trên một con chữ. Hôm nay tôi tụ ý trên chữ nhàn. Nhàn là thảnh thơi, nhàn hạ. Chữ nhàn còn có chữ môn. Môn là hai cánh cửa. Nhìn qua hai cánh cửa, bên ngoài ta thấy mặt trăng, chữ nguyệt. Vậy là ta có chữ nhàn. Nhàn là lúc mà ta nhìn qua khe cửa, bên ngoài là ánh trăng vằn vặt. Nói tới chữ nhàn thì ta nhớ hai câu thơ mở đầu chữ nhàn của Thi Hào, Nguyễn Công Trứ. Ông bắt đầu bài thơ chữ nhàn với hai câu chữ Hán, đó là thị là chợ, tại là ở, môn là cửa, cửa mở ra, tiền là trước, náo là ồn ào. Thị, tại, môn, tiền, náo. Câu thứ hai mới là câu trọng tâm. Nguyệt là trăng, lai là đến, môn là cửa, hạ là dưới, nhàn là lúc thảnh thơi, trăng đến ở dưới cửa thì mới là lúc thảnh thời. Nguyệt tại môn tiền náo, thị tại môn tiền náo, nguyệt lai môn hạ nhàn. So lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. Nên phải lấy chữ nhàn làm trước, vũ dẫu trời cho khối cũng xin chờ. Nhưng đó là bài thơ chữ nhàn của Nguyễn Công Trứ. Và hôm nay tôi tụ ý vào chữ nhàn. Chào, hẹn gặp lại. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi sáng. Lúc này tôi đi lòng vòng
trong phòng. Tự chụp cho mình một chùm hình để chơi môn y thuật diện chẩn. Diện chẩn là tự xem hình tướng của mình để đoán ra sức khỏe nội thân, trạng thái tâm lý buồn vui. Tôi đang nghe Việt kịch. Một vở kịch cho biết thế nào là tình yêu. Câu chuyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đà. Tình trường ngang trái để lại những bản tình ca buồn thở. Chọn câu chữ cho ngày hôm nay. Tâm tưởng sự thành. Cái lòng muốn gì thì được nấy. What you want, you can get it. Mỗi ngày ta lại nhìn ta. Đó là bộ môn y thuật diện chẩn. Chào. Đây là những tấm hình tôi tự chụp mình mỗi buổi sáng. Theo thói quen thì sau khi làm bài tập exercise ý thân hợp nhất thì tôi tự chụp cho mình một chùm hình
để chơi môn y thuật diện chẩn. Diện chẩn là tự chụp hình mình rồi tự xem hình mình để đoán ra trạng thái tâm lý buồn vui và sức khỏe nội thân mạnh yếu. Với tôi, hình ảnh là dấu chân của thời gian. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, để lại dấu chân trên những tấm hình. Qua hình ảnh tôi thấy rõ cuộc sống hiện thực của mình. Từ những tấm hình tôi tìm ra được những ý tưởng mà mình đã cất giấu trong đó. Với tôi, hình ảnh gắn với cuộc sống hiện thực. Hình ảnh là sự chân thật của đời người. Qua hình ảnh, tôi nhận rõ quan hệ giữa tôi và thế giới chung quanh. Tôi thích thói quen này của mình.